CDC Mỹ rút ngắn thời gian đề xuất cách ly COVID-19, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC ngày 27 tháng 12 đã rút ngắn thời gian đề xuất cách ly với những người nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo đó, người mắc COVID-19 được đề xuất giảm thời gian cách ly từ 10 ngày xuống chỉ còn 5 ngày trong trường hợp họ không có triệu chứng và nếu họ đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác thêm 5 ngày sau đó. Kênh CNN Mỹ đưa tin CDC cũng rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc đối với những người tiếp xúc với người mắc COVID-19 xuống chỉ còn 5 ngày nếu họ đã tiêm đủ vaccine phòng COVID-19. Đối với trường hợp đã tiêm đủ hai liều vaccine và cả mũi bổ sung thì không cần phải cách ly. Ngoài ra, theo CDC, những người mắc COVID-19 với triệu chứng thuyên giảm có thể rời nhà sau 5 ngày. Tuy nhiên, những người bị sốt cần phải ở nhà cho đến khi hết sốt hoàn toàn. CDC nhấn mạnh, sự thay đổi này được thúc đẩy bởi chứng cứ khoa học rằng phần lớn sự lây truyền sát COVID-2 xảy ra sớm trong quá trình phát bệnh thường trong 1 đến 2 ngày trước khi bắt đầu các triệu chứng và 2 đến 3 ngày sau đó. Do vậy, những người có kết quả xét nghiệm dương tính nên cách ly trong 5 ngày và nếu không có triệu chứng tại thời điểm đó, họ có thể dừng cách ly nếu có thể tiếp tục đeo khẩu trang trong 5 ngày sau đó để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho người khác. CDC đồng thời nhận định mũi vaccine bổ sung sẽ giảm thiểu nguy cơ mắc COVID-19 hoặc truyền virus SARS-CoV-2 sang người khác. CDC nêu rõ cá nhân đã tiêm mũi vaccine bổ sung không cần phải cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc COVID-19 nhưng cần đeo khẩu trang trong 10 ngày sau đó. Theo CDC, điều tốt nhất là xét nghiệm sau 5 ngày tiếp xúc gần với người mắc và nếu có triệu chứng họ cần cách ly ngay lập tức. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!